viên, quản lý, chuyên gia, kỹ thuật, nhân viên của chuỗi trung tâm đào tạo và chăm sóc sắc đẹp Kali Spa trân trọng gửi đến tất cả quý khách lời chúc mừng trân trọng nhất. Tiếp theo, tôi dành riêng cho chị em phụ nữ với tinh thần kỷ niệm ngày truyền thống thành lập Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, chuỗi Kali Spa. Mến chúc chị em thật nhiều sức khỏe, xinh đẹp, hạnh phúc và đón nhiều niềm vui trong ngày kỷ niệm. Chúc chị em chúng ta luôn luôn xứng đáng với phẩm chất của phụ nữ hiện đại, tri thức, tự tin, đảm đang và giàu lòng nhân ái. Kính thưa quý vị, sau nhiều lần tổ chức hội nghị chuyển giao công nghệ với mục đích mang ý nghĩa, mang đến nhiều thành tựu, kỹ năng mới hiện đại về thẩm mỹ để các cơ sở làm đẹp có điều kiện nâng cao chất lượng dịch vụ các khóa đào tạo nghề liên tục tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong gần 20 năm qua, chuỗi Kali Spa đã đem đến cơ hội tốt để các bạn trẻ có nhu cầu học nghề, lập nghiệp, phát triển tương lai bền vững. Nhưng chúng tôi nhìn thấy thực trạng tại các vùng quê xa xôi, nhất là tuyến xã của các tỉnh xa trung tâm Sài Gòn, việc nắm bắt thông tin về học nghề, và cơ hội phát triển rất hạn chế. Vì vậy, ban tổ chức chúng tôi chuẩn bị kỹ cả về nội dung và hình thức tổ chức buổi hội thảo này với sự đầu tư sâu về chuyên môn, mời các chuyên gia Nhật về Việt Nam để mang đến cho hội thảo những kiến thức chọn lọc quan trọng và thiết thực, giới thiệu các khóa đào tạo nghề spa tại Việt Nam với văn hóa và giáo trình spa Nhật Bản, và mong muốn nâng cao ngành spa tại Việt Nam lên một tầm cao mới, đủ điều kiện là ứng viên tu nghiệp du học tại Nhật Bản và nhiều nước trên thế giới. Với chương trình khuyến khích đặc biệt, mong muốn đáp ứng được sự mong đợi chung về mục tiêu giải quyết vấn đề nghề nghiệp, phát triển kinh tế cá nhân, gia đình và sự phát triển chung của địa phương. Kính thưa quý vị, chuỗi Kali Spa đã nhận được tình cảm ưu ái, tin tưởng của nhiều thế hệ học viên trong và ngoài nước đến tham gia học nghề. Chúng tôi đã không ngừng đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường mở thêm chi nhánh, cải tiến về trang thiết bị, quy trình kỹ thuật hiện đại, tìm kiếm nhiều nguồn học bổng giá trị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo và chăm sóc sắc đẹp cho chị em phụ nữ cũng như cộng đồng xã hội. Hiện nay chúng tôi đang ứng dụng công nghệ trị nám và làm đẹp da hiệu quả đạt 100%, bảo hành không tái lại, cam kết đền tiền phí gấp 10 lần nếu không hiệu quả. Công nghệ tắm dưỡng trắng hiệu quả rõ ngay lần đầu. Công nghệ giải độc thực phẩm thanh lọc cơ thể. Các sản phẩm này đều được chiết xuất từ thiên nhiên, an toàn và thân thiện. Nghề spa và các dịch vụ làm đẹp đang là xu hướng của thời cuộc. Với tiêu chí xứng đáng là nơi chắp cánh ước mơ cho bạn, chuỗi Kali Spa chúng tôi mong muốn được quý anh chị quan tâm trở thành cộng tác viên, tư vấn viên cùng đồng hành, vận động các ứng viên đăng ký các chương trình đào tạo spa để lập nghiệp và phát triển tương lai. Kính chúc toàn thể khách mời hiện diện trong hội nghị hôm nay một ngày làm việc năng lượng, tươi vui và hiệu quả. Trân trọng cảm ơn.